Nè mưa quá trời luôn, những có cây rau muống rồi đây nè, thì mình cũng sẽ cắt hết luôn nha. Rau muống mình cũng cắt luôn, mình tơi mình cũng cắt luôn. Mình đã cắt được một mâm mình rồi ơi, gồm có mùng tơi và mấy cọng rau muống nè. Mới cắt xong là nó héo queo rồi. Xin chào mọi người nha, buổi sáng trên thời thường nha mọi người. Thì đây là những chậu mùng tơi nè mọi người ơi. Mình cái này á, mình nói không biết mọi người tin không chứ cái này mình không có trồng nha mọi người. Tại vì năm ngoái á, mình có trồng cái mình cuộn dây á, có những cái hạt đó, cái mình trộn với đất. Năm nay nè, trời ơi, chậu nào mình trộn đất nó cũng lên như vậy nha mọi người. Chứ mình không có trồng, mình nói cho mọi người không tin chứ cái này là sự thật đó nha. Mình không có trồng mà mình biết là nó sẽ lên á, cho nên mình không có giải hạt thêm. Thì chậu nào nó lên thì mình cứ để cho nó lên, chừng nào nó lớn thì mình cắt ăn nha mọi người. Thì bây giờ mình thấy nó lớn như nhiều nha, mà mình để cho nó bò lên vàng cũng được nha. Nhưng mà mình muốn cho những cái cây như ớt đồ này kia đồ nè, cà đồ đó nó lớn, cho nên hôm nay mình sẽ cắt nó vớt mọi người ơi. Như chậu này là mình có trồng trên giữa cây sả nè, mới đầu mình trồng cây sả thôi mà bây giờ nó lên mấy cây mùng tơi này quá trời luôn như đó, mà mình sẽ cắt nó này. Bên đây như vậy nè, cây này thì là cây quế ngọt, quế bà chiên gì đó, cái mùi nó lạ lắm. Còn chậu này nè, nó mới đầu thì có cái chùm hoa dưới mà giờ cây hoa nó chết rồi, giờ còn mùng tơi không à. Mình sẽ cắt nó nha. Mùng tơi lá nào đó, cái đọt nó nú nu rồi mọi người ơi, ham quá. Mình chậu này nó có cây bí rồi này kia nè, cho nên mình sẽ cắt nó nè. Cứ để bí nó không có lớn này nè, mình cắt mình chừa dưới gốc này một quá là nữa nó sẽ lên đọt nữa đó. Trời ơi, thấy ham quá nè, uống nù như thấy chị trên mạng bán luôn vậy đó. Bên này giải phóng cái chậu này cho nó mát ra. Hôm nay mưa quá trời luôn, những có cây rau muống rồi đây nè, thì mình cũng sẽ cắt hết luôn nha. Rau muống mình cũng cắt luôn, mình tơi mình cũng cắt luôn. Bún nù. Cắt tiết thịt nhưng mà chắc mình để cái cây này cho nó bò lên quá. Để một cây thôi, coi như mình cắt hết đi. Rau muống mình cắt luôn. Ở trên ngựa cắt luôn cây cà luôn nè. Rồi non ghê. Mình sẽ chừa cây này cho nó bò lên nha mọi người. Thấy cái này tốt chứ nè. Rau muống mình sẽ cắt luôn nha. Rau muống này thì mình giải hạt á, cho nên nó nhà mưa ra rau muống nè. Được mấy cọng thứ ham quá. Mình đem cái mâm nhỏ xíu lên, giờ thấy nhiều quá trời rồi. Cái ớt này thì nó tự lên nè, còn cây cà thì với cây bí này mình gieo hạt á, cho nên giờ mình sẽ giải phóng cái chậu này cho nó trống nè. Rồi mình lấy cây mình cắm lại mới được. Ui. Lấy cây cắm lại cho cây bí không phải ngã lên ngã xuống. Không biết cà này cà gì á, mình giải xong bây giờ mình cũng không biết là cây cà gì nữa mọi người ơi.
hay là mình chứa cây cà cây này luôn cho nó bỏ lên trước cây cà luôn ta. Rồi đó vậy cây cà nó mới hơi cắt nó luôn đi. Ơi cái chậu này không vậy là một mâm luôn nè mọi người ơi, ham quá. Lá này ưu nùi như đây là nấu lẩu ăn là ok nè. Cắt chậu bên này nữa mọi người. Cây này mình cũng để cho nó bò lên, một chậu mình sẽ để một cây cho nó bò lên mọi người, để mình thu hoạch hạt á, hạt sang năm mình sẽ trồng lại, chứ mình cắt hết cái năm sang năm mình không có hạt mình gieo á. Được, cái này khỏe khỏe mạnh á, mình để cho nó bò lên. Mình đã cắt được một mâm mình rồi ơi, gồm có một tơ và mấy cọng con muống nè. Mới cắt xong là nó héo queo rồi, trời nắng quá trời luôn người ơi. Thì bữa nay mình cắt mấy cọng mùng tơ với con muống gì đó. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Bye bye mọi người.